quanh từ thường thường tất cả tôi chỉ quan tâm những người đấy thôi. Còn nếu như mà những người mà ở ngoài bên kia không hiểu Thư thì Thư thật sự là Thư cũng phải chịu thôi, tại vì Thư không thể nào mà đi giải thích hết tất cả mọi người là như nào hết. Đó là Thư nghĩ là những người xung quanh và những người hiểu Thư, những người Thư yêu thương Thư thì hiểu Thư là đủ. Hết mình với những mà cái công việc với những mục tiêu của em đặt ra. Nhưng mà em thấy là nếu mà cái đó chỉ là những cái tin đồn thôi thì tại sao chị lại khóa cái bình luận Facebook của mình đó? Tại vì thật sự ra thì tại vì cộng đồng mạng không biết cái đó là tin đồn hay tin đúng hay tin sai hay tin như nào hết, thì một cộng đồng mạng kiểu mà cũng hay tấn công comment của em, nên là mình cảm thấy là mình khóa là an toàn nhất. Cái gì cái đó nó bảo vệ cho mình và bảo vệ cho những cái mà điều đang xảy ra xung quanh. Nhưng mà hy vọng là khán giả sẽ đón xem. Vì những
cái ồn ào thời gian gần đây ấy, thì nó có ảnh hưởng lớn đến cái công việc của chị không? Thực ra thì những cái ồn ào đấy thì nó cũng đôi khi nó cũng khá là ảnh hưởng, nhưng mà nó cũng không phải là quá cái gì đó, tại vì sự thật thì nó không như là những gì mà ví dụ như cộng đồng mạng hay là bên ngoài đang nói về Thư. Nên là Thư nghĩ là những người mà đã quen biết Thư, hiểu Thư và bên cạnh Thư thì sẽ hiểu được cái vấn đề nó là đang như nào. Nên là cái việc đó Thư chỉ quan tâm đến những người xung quanh mình, những người yêu thương mình, nên là cái việc đó nó cũng không có cái gì là gọi là quá ảnh hưởng. Cái việc mà diễn xuất ấy thì thời gian gần đây thì cũng được biết là người bạn thân của chị là chị Ngọc Trinh cũng vừa được đề cử giải thưởng ngôi sao xanh ở mảng nữ diễn viên xuất sắc nhất, thì không biết là chị có gửi gắm gì đến chị Ngọc Trinh và có một vài lời bàn luận về cái xuất hiện của chị. Thực sự là rất là mừng, rất là vui và rất khá bất ngờ khi mà Ngọc Trinh được đề cử giải đó, nên là hy vọng rằng Ngọc Trinh sẽ đi đến cái con đường cao nhất, phần thưởng thắng nhất, xin được mời các chị phóng viên báo chí và xin được mời các anh chị nghệ sĩ chúng ta sau khi check in tại lễ tân cũng như chuẩn bị phương tiện tại khu vực thành phố, xin mời quý vị vào bên trong thời gian gần đây thì mình nhắc tới Bình Thường thì có rất nhiều scandal tới tình cảm, thì có phải chăng là đó là một cái bước truyền thông để chị tham gia một cái chương trình miền thực tế? Thật sự ra nếu như mà nói như vậy thì là chị đã làm từ lâu rồi, chị vô nghề cũng là khá là lâu rồi, khoảng thời gian chị cũng là bỏ nghề để đi theo kinh doanh. Và nếu như mà chị đã muốn làm với những cái scandal mà đẩy tên tuổi mình lên thì chị đã làm khá lâu rồi. Nhưng mà tại sao cứ mỗi lần nhắc đến Quỳnh Thư thì luôn phải nhắc đến với những là thiếu gia hay là những anh chàng nổi tiếng rồi, ra gần đây thì... Thì thực ra thì chị nghĩ là... Thư nghĩ là... Cái đó là cái... Mà phải nói là tại sao hả? Tại sao thì... Có thể là do người ta thích mình hay là mình... Trở lại đối với tiêu chí của người yêu của chị thì cũng là cũng khá cao. Nên là để bắt đầu với chị những... với lại cho em hỏi thêm là hiện tại á, ở trên xã hội đang xảy ra một cái gọi là cái chia sẻ quan điểm của người ta về việc rằng là việc chị có đồng ý rằng là chị có đồng ý hay là quan điểm của chị như thế nào về người thứ ba? Quan điểm của chị như thế nào về người thứ ba hả? Bây giờ thì mình đến The Champion mà mình cứ hỏi người thứ ba thì có đúng hay không ta? Trên một trận đấu em đang muốn nói về trận đấu là trận đấu của tình cảm hay tình trường hay là quan điểm người thứ ba, người nào mà đối với chị là người thứ ba hay không người thứ ba thì cũng không biết, nhưng mà đối với người nào mà không được yêu đó là người thứ ba. Nhưng mà hiện tại thì mọi người một cái chủ đề rất là quan tâm, không biết là hiện tại thì Quỳnh Thư đang có người yêu hay là độc thân hay như thế nào, tại vì vấn đề này chuyện riêng tư thì chị xin phép là chị sẽ giữ ra, tại vì trước giờ theo như mọi người được biết là Thư không bao giờ mà ít bao giờ thì chia sẻ cái chuyện mà tình cảm riêng tư của mình với báo, nên là cũng 6-7 năm qua rồi Thư cũng không bao giờ chia sẻ, nên là Thư cũng xin giữ lại cho riêng mình. Không thể nào mà đi giải thích hết tất cả mọi người là như nào hết. Đó là Thư nghĩ là những người xung quanh và những người hiểu Thư, những người Thư yêu thương Thư, hiểu Thư là đủ. Xin phép nha, chào mọi người nha. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.